team và chia sẻ buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bác sĩ xin chào tất cả các cô chú, các bác và tất cả mọi người đang lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trong cái buổi tối hôm nay thì bác sĩ chia sẻ mọi người một cái chủ đề, đó là những cái sai lầm khi mà chúng ta sử dụng canxi như thế nào. Vì canxi là một cái chất cực kỳ thiết yếu cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà cái việc có những quan điểm sai lầm về cái vấn đề, ví dụ chúng ta quá lạm dụng cái việc sử dụng canxi, hay là cái việc là gì, là chúng ta chưa hiểu rõ những cái vai trò của canxi. Ngoài ra cái việc là những cái vấn đề liên quan đến sỏi thận là một cái vấn đề sỏi mật, rồi là gì, là vôi hóa những cái thành mạch, nó làm cho chúng ta bị lo lắng. Và nhiều khi chúng ta sẽ thấy là cái canxi rất là quan trọng và chúng ta bị sỏi thận. Có những cô bác, bác sĩ đây này, có những cô bác bị sỏi thận này. Đấy, bị sỏi mật nhiều, và mình rõ ràng mình vấn đề là mình bị đo, bị loãng xương. Đấy, mình bị đau nhức xương, nhức tay chân, nhưng mà mình không dám dùng canxi. Đấy, nhưng vì vấn đề là mình lo lắng cái việc là có thể nó gây ra tình trạng sỏi thận, thì trong cái buổi tối hôm nay bác sĩ sẽ trả lời và chia sẻ mọi người một số những cái sai lầm và một số những cái quan điểm về cái việc là chúng ta sử dụng canxi như thế nào đúng cách, thế nào là hiệu quả. Và mọi người biết rằng ấy, vâng, và mọi người biết rằng cái vấn đề canxi là một cái khoáng chất rất là thiết yếu của cơ thể chúng ta. Nhưng mà mọi người lưu ý nó là cái gì, là đa số canxi có rất nhiều trong những đồ ăn thức uống của chúng ta. Bác sĩ ví dụ như chúng ta uống sữa, hoặc chúng ta ngay cả hiện tại bây giờ thì như hôm nay bác sĩ đi chợ thấy một cái quả trứng gà rất là rẻ, chỉ khoảng 3.000 một quả trứng gà ta rất là rẻ, và nó đã cung cấp chúng ta một cái lượng canxi rất là lớn rồi. Đấy, có nghĩa trong một quả trứng gà đã cung cấp khoảng tầm từ 50 đến 60 mg canxi. Đấy, hay là gì, hay là trong một ly sữa 100 ml thôi đã cung cấp khoảng tầm hơn 100 ml, tầm 100 đến 101 mg canxi. Đấy là cái lượng canxi. Và cái canxi này nó còn rất nhiều ở trong rau xanh nhà chúng ta. Nên là gì, nếu mà chúng ta đã ăn uống đầy đủ rồi bằng những cái đồ ăn này, thức uống này, và canxi còn có rất là nhiều ở trong những loại tôm tép này, những cái loại hải sản đấy, những loại mà mọi người hay ở quê, vùng quê hay ăn rất là nhiều, hoặc cua, mùa này bác sĩ thấy làm cua rất là nhiều. Vậy thì cái vấn đề đó chính là khi mà chúng ta đã sử dụng chúng ta đã bằng đồ ăn này, bằng thức uống này, thì cái việc chúng ta bổ sung canxi nó không phải là quá cần thiết. Nên là gì? Nên là chúng ta không phải bắt, ví dụ như là một em bé nhỏ khoảng tầm gì 5 tuổi, 4 đến 5 tuổi, mà nhiều khi các chị em đã vấn đề là chúng ta sẽ cố gắng mua bằng được những loại canxi về cho các em bé nhỏ dùng, thì cái điều này nó thực sự là không cần thiết mọi người nhé. Cái lưu ý đó là khi một em bé nhỏ, thứ nhất là cái nhu cầu canxi nó không thể nào quá cao được. Vì một em bé nhỏ nhu cầu canxi, bác sĩ ví dụ luôn, đó là khi mà một em bé nhỏ khoảng tầm 4 tuổi nhé, thì cái nhu cầu canxi nó khoảng tầm 300 đến 400 mg thôi. Và cái hàm lượng đó nếu chúng ta chỉ cho em bé nhỏ ăn, thứ nhất là gì, ăn thêm một chút rau này, ăn một quả trứng này, hoặc uống một cốc sữa, đã gọi là rất là tốt rồi. Và toàn những loại canxi hữu cơ, từ ví dụ từ rau xanh này, chúng ta ăn một cái rau bắp cải đấy, chúng ta ăn một chút vừng, ăn một chút rau muống, ở đấy là rất là giàu cái canxi trong đó đấy. Nên mọi người lưu ý cho bác sĩ nhé. Và ngoài ra thì khi mà những cái trường hợp như vậy, chúng ta uống thêm sữa, ăn thêm trứng là cái, hoặc là nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta thêm một miếng phô mai, đấy là những cái lượng canxi cực kỳ là nhiều và an toàn. Và mọi người lưu ý cho bác sĩ một cái điều này, bác sĩ nhấn mạnh mọi người một điều, đó là khi mà chúng ta mà bổ sung canxi bằng những loại thực phẩm ấy, khi mà chúng ta bổ sung canxi bằng những loại thực phẩm ấy, thì cái hạn chế, hoàn toàn hạn chế những cái vấn đề liên quan đến gì, liên quan đến cái sỏi thận của chúng ta. Đấy, một trong những cái vấn đề mà một trong những cái biến chứng sợ nhất đó là cái việc là gì, nó có thể tăng cái nguy cơ sỏi thận này, sỏi túi mật này, hay là gì, làm vôi hóa những cái thành mạch. Nên là gì, nên những em bé nhỏ này thì chúng ta cũng không nên cần phải bổ sung cái canxi. Đấy, vậy thì một câu hỏi đặt ra đó là gì, một trong những cái vấn đề nữa mà mọi người cần lưu ý cho bác sĩ đó là, vậy thì cái canxi nó nằm ở đâu, và nó cần, chúng ta cần cái những cái cơ quan nào, thì vị trí như nào mà nó có chứa canxi. Thì canxi ấy, đấy, canxi thì nó nằm ở đâu? Canxi thì nó nằm 99%
nó sẽ nằm ở trong gì, ở trong xương của chúng ta, ở trong răng của chúng ta, và những cái chỗ mà có chất sừng ấy, những nang tóc ấy, thì đấy là những cái cơ quan mà nó có dự trữ canxi ở trong đó. Đấy. Khi mà chúng ta bị thiếu canxi thì có thể là chúng ta bị rụng tóc nhiều, là như vậy. Đấy chỉ là một trong những nguyên nhân nhé, mọi người lưu ý nhé. Và nhưng mà một cái điều mà mọi người lưu ý này, cái vai trò của canxi nó ở trong xương thì nó giống như là cái xi măng ấy, nó là một cái khung rất là chắc. Kèm theo đó là khi mà chúng ta đổ xi măng, gọi là xi măng cốt thép ấy, thì lúc nào có cái sự có những cái dây, cái thép kèm theo, thì đó chính là cái ma dây, nó sẽ tạo cái khung xương khỏe hơn, chắc hơn cho chúng ta. Nên là mọi người có thể lưu ý cái việc là gì, tại sao khi bác sĩ chú ý là chúng ta cần phải kết hợp cả cái canxi và magie như vậy. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề mà mọi người cần lưu ý cho bác sĩ là khi mà chúng ta mà bổ sung, khi mà 99% thì canxi nó giữ chữ ở trong xương và răng để tạo nên, ví dụ xương này, có một khung xương chắc khỏe, chúng ta đi lại, chúng ta vận động này, che chắn cho những cái cơ quan quan trọng, ví dụ như là ở xương sọ này, che chắn cho não chúng ta này, xương lồng ngực sẽ che chắn cho tim của chúng ta nó tốt hơn. Đấy. Ngoài ra thì cái việc là gì, có 1%, cái 1% đó này, cái 1% của trong canxi ở trong cơ thể chúng ta, nó đóng vai trò là gì, nó đóng vai trò trong cái vấn đề là dẫn truyền những cái dây thần kinh. Những cái đầu dẫn truyền của dây thần kinh, những cái tế bào thần kinh ấy, có sự dẫn truyền ấy, thì nó cần có cái canxi để dẫn truyền những cái đó đi ra, làm truyền những cái tín hiệu thần kinh cho cơ thể chúng ta. Nên cái việc mà một cái vai trò quan trọng nhất của cái canxi đó chính là làm sao để dẫn truyền thần kinh. Nên khi mà chúng ta mà gặp có những cái tình trạng đó chính là chúng ta hay bị gì, suy giảm trí nhớ này, mệt mỏi này, thì có thể đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta bị thiếu cái canxi. Nên là mọi người cần chú ý. Và ngoài ra nữa mọi người nhé, thì cái vai trò của canxi trong cái việc mà co cơ nó rất là quan trọng, co cơ, vận động của cơ. Nên là gì, nó tạo thành những cái khối bó cơ ấy. Nếu mà chúng ta bị thiếu canxi thì nếu mọi người mà hay gặp, nhiều cô nhiều bác hay gặp tình trạng chúng ta ngủ đêm ấy, chúng ta hay bị chuột rút này, chúng ta bị gì, chuột rút này, cơ nó cứ gồng lên, thì đấy là những cái biểu hiện cực kỳ rõ ràng của cái việc là gì, là của cái việc mà chúng ta bị thiếu cái canxi là nhiều đấy mọi người nhé. Còn ngoài ra thì có một câu vấn đề đó là nhà có một cái, những cái chị mà khi mà ở những cái độ tuổi mà tiền mãn kinh ấy, hoặc là mãn kinh, lúc đó thời gian cái lượng estrogen nó bắt đầu nó giảm cực kỳ là nhiều, và cái lượng estrogen đó nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là gì, là chuyển hóa những cái ion, những cái khoáng chất giúp cho cơ thể chúng ta, khi mà estrogen mà nó giảm đi thì cái lượng mà canxi nó mất đi cực kỳ là lớn. Đấy. Và những cái lượng canxi nó mất đi nó sẽ làm chúng ta sẽ có những cái triệu chứng này. Tại vì là canxi đó chính là những cái dấu hiệu, khi mà thiếu nó sẽ tạo ra những cái dấu hiệu, ví dụ chúng ta hay bị nhói lồng ngực. Đấy. Mọi người không biết đâu, hay thỉnh thoảng gặp cái tình trạng chúng ta bị nhói lồng ngực này. Đấy. Hoặc là chúng ta bị hồi hộp, đánh trúng ngực. Đấy. Vã mồ hôi, đấy là những cái dấu hiệu của cái việc là gì, là cái biểu hiện chúng ta hay, nhưng mà lưu ý mọi người điều, nếu chúng ta bị nhói ở ngực này, chúng ta bị hồi hộp này, thì mọi người nên nhớ giúp bác sĩ là chúng ta hãy phải đi kiểm tra cái tim của chúng ta thật là kỹ trước nhá. Chúng ta phải đi làm điện tim này, chúng ta phải chụp X quang ngực này, chúng ta siêu âm tim rồi. Và thường thì đa số các chị em thấy rằng khi mà bác sĩ tư vấn ấy, gặp những cái tình trạng nó chúng ta hay bị đau nhức này, chúng ta hay bị gì, vã mồ hôi, hồi hộp này, thì khi mà kiểm tra tim mạch bình thường và bổ sung một cái đợt canxi thì rằng cái tình trạng mình cải thiện rất là tốt. Đấy là cái dấu hiệu rất là rõ ràng của cái việc là gì, thiếu canxi. Nhưng một cái vấn đề đó chính là nhiều khi chúng ta đi khám, chúng ta đi xét nghiệm canxi trong máu thì thấy là hoàn toàn bình thường, không có cái sao cả. Nhưng mà tại sao khi mình chú ý, ví dụ chú ý tăng cường những cái đồ ăn giàu canxi thì cơ thể người mình nó ít xảy ra những cái triệu chứng như vậy nữa, hoặc chúng ta bổ sung những viên canxi thì nó lại tránh gây ra tình trạng này? Thì tại sao? Tại vì là trong cơ thể chúng ta nó lúc nào ấy, cái lượng canxi ấy
nó lúc nào nó cũng duy trì, cố gắng duy trì mức độ hàng định. Và khi mà cơ thể chúng ta thiếu thì sẽ lấy cái canxi ở trong xương ra, lấy cái canxi trong xương. Và những cái lúc thiếu như vậy thì thỉnh thoảng vào ban đêm, lúc đó thì cơ thể chúng ta hay bị thiếu và gây ra tình trạng chuột rút. Tại vì cái lúc đó là nó đang thiếu và phải gửi đến tín hiệu lên não để gì, não chúng ta phải lấy canxi từ trong xương. Và trong cái quá trình này là lúc mà cơ thể chúng ta thiếu nhiều nhất. Còn bình thường ban ngày thì cái lượng canxi trong máu lại đủ, lại bằng, cân bằng trong giới hạn bình thường. Nên khi mà xét nghiệm thì chúng ta lại gì, lại thấy là không có cái vấn đề thiếu canxi là như vậy mọi người nhé. Và một trong những cái vấn đề mà mọi người cần phải lưu ý với bác sĩ, một trong những cái quan niệm nữa đó chính là cái việc là khi mà chúng ta bị ví dụ như là chúng ta thấy rằng chúng ta có cái triệu chứng một cái sai lầm nữa mà bác sĩ thấy rằng là mọi người cũng nên chú ý, đó là khi chúng ta thấy rằng có những dấu hiệu chúng ta bị chuột rút này, chúng ta bị đau nhức này, thì chúng ta thấy thiếu canxi. Nhưng mà khi mà chúng ta bổ sung cái lượng canxi, ví dụ như là chúng ta thấy rằng rõ ràng đây là những cái triệu chứng thiếu canxi rồi, rất là rõ rồi. Thứ hai là cái việc là chúng ta muốn xương chúng ta chắc khỏe, chúng ta uống một cái lượng canxi rất là cao. Đấy, cao có nghĩa là gì? Chúng ta bổ uống hẳn một cái lượng canxi 1000mg. Đấy, mọi người lưu ý với bác sĩ nhé. Hoặc là nhiều cô thấy uống hẳn 2 viên 500mg. Thì mọi người biết rằng ấy, trong một lần chúng ta hấp thu, trong một lần mà chúng ta cơ thể chúng ta hấp thu thì cơ thể chúng ta chỉ hấp thu được tối đa là khoảng tầm 500mg canxi. Mọi người nhớ giúp bác sĩ nhé. Có nghĩa là trong một lần mà chúng ta hấp thu ấy, chúng ta chỉ hấp thu khoảng tầm, dạ dày chúng ta chỉ hấp thu khoảng tầm 500mg canxi. Thường đó chính là cái mức độ, đó là cái mức độ gần như là tối đa cơ thể chúng ta có thể hấp thu được. Còn nếu chúng ta uống cái hàm lượng nó cao hơn trong một lần nhé, ví dụ như buổi sáng chúng ta lấy một cái viên 1000mg hoặc 2000mg thì cái lượng canxi đấy nó quá là dư thừa và chắc chắn là cơ thể chúng ta không thể nào hấp thu hết được. Đấy, nên mọi người chú ý cái vấn đề này giúp bác sĩ. Tại vì nếu chúng ta, các cô mà cố tình mà chúng ta uống quá nhiều thì chắc chắn cái lượng canxi đó, thứ nhất là nó đi đâu ạ? Nó sẽ đào thải ra ngoài, gây ra tình trạng chúng ta bị táo bón. Thứ hai, có nghĩa chúng ta uống nhiều như vậy, cơ thể chúng ta có thể gì, hấp thu quá nhiều thì nó sẽ tăng cái tình trạng chúng ta bị sỏi thận. Sỏi thận, chúng ta tăng cái tình trạng chúng ta bị gì, sỏi túi mật, môi hóa thành mạch. Kể cả cái việc là chúng ta dùng những loại canxi hữu cơ nha mọi người nhé. Đấy, mọi người lưu ý cho bác sĩ vấn đề này, chứ không phải là cái gì, là cái nhiều khi chúng ta cái quan điểm là gì, chúng ta dùng canxi hữu cơ nhưng mà chúng ta thì dùng quá nhiều thì nó cũng không nên nhé mọi người nhé. Đây là những cái đặc điểm mà mọi người cần phải lưu ý cho bác sĩ. Một cái vấn đề tiếp theo và mọi người cũng một cái những cái sai lầm mà chúng ta cần nên lưu ý cho bác sĩ, đó chính là cái canxi chúng ta thì nó sẽ chia thành canxi chúng ta thì nó sẽ chia thành hai loại chính, đó chính là cái canxi hữu cơ và những cái canxi vô cơ cho chúng ta. Thường thì cái canxi mà vô cơ ấy thì đó là những cái thành phần có thể là mọi người hay nghe, chúng ta ít khi mà chúng ta sẽ nghe đó là canxi vô cơ lắm. Nhưng mà chúng ta có thể nghe thêm một cái tên nữa này, cái tên này thì bác sĩ nghĩ là mọi người có thể nghe quen, đó chính là cái canxi nano. Thì bản chất cái canxi nano đó nó vẫn là cái canxi canxi nano nhé, nano ấy, nano đó cũng là cái canxi vô cơ. Thế tại sao người ta lại có thêm một cái nano? Có nghĩa là vì là gì, cái phân tử canxi nó to quá, nó rất là khó hấp thu. Đấy, nó gió rất khó hấp thu vào trong gì, vào trong cái đường tiêu hóa, đường tiêu hóa của chúng ta, hấp thu vào máu. Nên là cái việc cái canxi đó người ta phải nghiền ra, những cái loại máy nghiền chuyên dụng để làm sao mà thành những cái phân tử nhỏ thôi, để tốt nhất, để hấp thu tốt nhất. Nhưng mà kể cả những cái phân tử canxi nano ấy thì cái việc hấp thu nó không có nghĩa nó để tăng cái quá trình hấp thu thôi, chứ còn mặc dù nó là canxi nano nhưng cái quá trình hấp thu nó cũng kém hơn so với cả canxi hữu cơ nha mọi người nhé. Đấy là cái đặc điểm mà tại sao. Một cái vấn đề thứ hai nữa mà mọi người cũng cần nên lưu ý, đó là vì là cái canxi vô cơ ấy nhé, thì khi mà do cái phân tử nó rất là to nên là cái nó, và nó là dạng vô cơ nên là nó cần cái axit dạ dày nó tiết ra nhiều hơn để hấp thu vào trong máu của chúng ta. Nên là tại sao khi mà
các cô hay dùng cái canxi mà vô cơ ấy, thì hay bị tình trạng là bị kích ứng dạ dày, là tình trạng như vậy. Thì một trong những cái vấn đề mà mọi người cần lưu ý đó chính là gì? Đó là do là cái nước loại đó là những loại muối canxi carbonate, là những loại muối không tan. Đấy, nên nó sẽ kích ứng cái dạ dày axit nó rất là nhiều, nên là chúng ta sẽ hay bị đau dạ dày này, hay bị chướng bụng này, là như vậy nhé mọi người nhé. Đấy, và khi mà quá trình hấp thu vào ruột nó kém thì nó sẽ gì, nó sẽ đào thải qua đường phân của chúng ta, nên nó sẽ gây thêm một cái tình trạng nữa là chúng ta sẽ bị táo bón nhé mọi người nhé. Đấy, là do cái vấn đề là gì, là do cái vấn đề là khi mà hấp thu nó sẽ không đủ được, nên gây ra những cái tình trạng giống như bị táo bón nó xảy ra, là như vậy. Đấy, mọi người lưu ý giúp bác sĩ cái vấn đề này nhé. Một cô hay bị chuột rút về đêm, có phải cô bị thiếu canxi không? Nếu thiếu thì cô nên dùng loại nào? Khi mà cô bị chuột rút là những biểu hiện cực kỳ rõ ràng của cái việc thiếu canxi, thì cô nên bổ sung những loại canxi hữu cơ. Nhưng mà cái việc mà khi mà chúng ta bị tê tay ấy, tê chân đấy, thì chưa hẳn là chắc chắn là chúng ta bị thiếu canxi nhé mọi người nhé. Mặc dù có một cái tỷ lệ, có nghĩa là khi bị tê ấy, tê thì nó có biểu hiện do là cái canxi là cái quá trình dẫn truyền thần kinh. Khi mà bị thiếu canxi thì nó cũng có cái biểu hiện là chúng ta bị tê những cái đầu ngón tay ngón chân này, hoặc là tê bắp tay bắp chân này. Nhưng mà có một cái nguyên nhân nữa, đó chính là do là chúng ta bị chèn ép những cái dây thần kinh, có nghĩa là những tổn thương những cái dây thần kinh gây ra thì chúng ta cũng bị gì, tê tay tê chân. Đấy, về mặt gì, về mặt cơ chế nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Cơ chế của việc thiếu canxi đó là gì, làm gây tê tay tê chân, nó sự gì, thiếu cái sự dẫn truyền mà chúng ta hay tê ở cái đầu mút tay, bàn tay bàn chân này. Nhưng mà khi chúng ta bị tê ở dọc theo những dây thần kinh ấy, bác sĩ ví dụ như là nhiều cô thì bị thoái hóa này, hoặc là thoát vị ở đốt sống cổ này, và khi mà thoái hóa thoát vị như vậy thì nó sẽ chèn ép vào toàn bộ dây thần kinh ở đoạn này, dây thần kinh ở chỗ đoạn đốt sống này, và khi đó thì chúng ta sẽ tê dọc cả cái cánh tay. Mọi người lưu ý nhé, đã chèn ép thì nó sẽ chèn ép vào từ gốc này, xong bắt đầu nó tê xuống dưới thì đó là chèn ép. Và cái tỷ lệ này nó có một cái tỷ lệ nhất định và mọi người cũng phân biệt hoàn toàn dễ dàng. Cái tê của thiếu canxi thì nó không thể làm mà dọc cả cái cánh tay được. Đấy, nó chỉ thường là những cái đầu mút hoặc một vài cái đầu ngón tay thôi, hoặc và bắp chân bắp tay, nó chỉ từng ở vị trí thôi. Đấy, vị trí mà cần những cái cảm, những giống như cái đầu mút của dây thần kinh thì hay bị hiểu nhất. Nhưng còn cái việc là bị chèn ép dây thần kinh nhé, đấy, là cái việc là chúng ta bị tê dọc theo dây thần kinh. Đấy, một cái đặc điểm rõ ràng nhất đó là khi mà ai mà bị chèn ép cái dây thần kinh tọa, chúng ta bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng L4-L5, đấy, L4-L5 nhé, thì chúng ta sẽ tê dọc từ mông, xong rồi xuống đùi, xuống bắp chân, xong xuống bàn chân luôn. Mọi người thấy không? Nó khi mà giống như khi mà bị chèn ép rõ ràng ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Khi mà chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề nó cực kỳ là rõ. Còn nếu mà cô bác nào mà có những cái triệu chứng bị chúng ta bị gì, chuột rút này, chúng ta tê mỏi này, mọi người có thể bình luận để bác sĩ biết nhé. Đấy là những cái đặc điểm nó cực kỳ là rõ ràng trong cái tình trạng là gì, là chúng ta phải hiểu những cái sai lầm. Mặc dù như này mọi người lưu ý cho bác sĩ, đó là mặc dù cái việc là nếu chúng ta bị phân nhầm lẫn, rất là nhiều người bị nhầm lẫn cái việc là chúng ta bị thoát, chúng ta bị chèn ép dây thần kinh, bị thoái hóa này, chúng ta bổ sung canxi. Đấy, thì cái điều đó nó không giúp cho chúng ta có thể làm giảm cái tình trạng gì, chèn ép dây thần kinh, giảm tình trạng tê nhức tay chân được đâu. Nhưng mà tại sao nhiều cô đặt câu hỏi đó là tại sao khi mà cô đến viện thì bác sĩ sẽ kê cho cô những loại thuốc đó để làm gì? Ví dụ như là bảo là cô bị thoát vị đĩa đệm này, cô bị xẹp đốt sống này, chèn ép vào, ví dụ xẹp đốt sống L4-L5 này, cô cần bác sĩ sẽ kê cho cô cái loại canxi để cô uống. Vậy thì tại sao bác sĩ lại kê cái loại đó, mặc dù là gì, nó không nó do là cô bị chèn ép dần kinh, cô có phải là bị thiếu canxi đâu.
Nhưng mà mọi người lưu ý một cái điều này này, khi những cái bạn khi mà chúng ta tới viện ấy thì các bác sĩ phải kê cái loại thuốc đó để làm gì? Tại vì về mặt bản chất ấy, khi mà các cô bị cái ví dụ như cái xương cột sống ấy, nó bị thiếu canxi, nó bị thoái hóa thì nó gây xẹp cái đốt sống này. Đấy, hoặc nó bị gai vôi gai về mặt bản chất nó cho tình trạng bị thiếu canxi, nó gây ra cái tình trạng bị gì, gây ra cái tình trạng mà chúng ta bị tổn thương dần dần cái xương cột sống của chúng ta. Vì cái nguyên nhân đó về mặt nguyên nhân sâu xa của cái việc là chúng ta bị chèn ép dây thần kinh, nó cũng do cái việc chúng ta bị thiếu canxi. Nên là tại sao các bác sĩ khi mà tới viện để kê chúng ta canxi, nó sẽ bổ trợ cho cái việc là xương của chúng ta nó sẽ chắc khỏe hơn. Đấy. Còn một cái vấn đề là tại sao chúng ta lại bị vôi hóa, tại sao chúng ta lại bị vôi hóa, chúng ta vôi hóa nó là gì, ví dụ tại sao chúng ta bị gai vôi đốt sống này, bị vôi hóa những cái đầu xương, vì sao gây ra tình trạng đó như vậy. Một người lưu ý đó là cái việc là khi mà chúng ta bị thiếu cái canxi nó nhiều quá, cái vôi hóa nó xảy ra hoặc là bị gai cái cột sống ấy, mọi người đi gặp rất là nhiều. Cái vôi hóa nó xảy ra khi mà đầu tiên thứ nhất là cơ thể chúng ta bắt đầu bị thiếu canxi, và sau đó những cái đầu xương, nhất là cái xương dài hoặc xương cột sống ấy, chúng ta sẽ phải gì phân tách ra những cái canxi vào trong máu để duy trì cái hoạt động của cơ này, của dẫn truyền thần kinh trong cơ thể chúng ta. Và cái lượng canxi ở trong máu ấy, nó khi mà phân tách như vậy thì nó sẽ thừa cái canxi nhiều quá, và thừa như vậy thì thứ nhất nó sẽ thải qua gì qua qua nước tiểu, và thứ hai là cơ thể chúng ta sẽ muốn hấp thu lại cái canxi đó, sẽ chuyển vào lại vào trong xương đấy bằng những cái loại hormone. Nhưng mà mọi người lưu ý rằng khi mà phân tách ra thì rất dễ, nhưng mà chuyển lại đầu xương, chuyển lại trong xương những loại xương dài thì rất là khó. Nên là gì, nó mặc dù nó chuyển nhưng mà nó chuyển vào những cái đầu mút của cái xương ấy, nó không vào những cái thân xương được, nên nó sẽ tạo thành những cái, nếu mà tạo thành khi nó chuyển vào đầu xương ấy thì nó sẽ tạo thành những cái gai, những cái vôi, đúng là như vậy nhé mọi người nhé. Có xong chị xong lên hỏi tê và ngứa đầu ngón tay không phải do thiếu không? Cái trường hợp mà khi chúng ta chỉ bị tê những cái đầu ngón tay này, đấy những cái biểu hiện của thiếu canxi cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị chèn ép dây thần kinh nhé mọi người nhé, thì chúng ta sẽ ví dụ chúng ta bị hội chứng chèn ép ống cổ tay ấy, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ tê dọc dọc cả từ đây này, tại vì nó chèn ép, ví dụ như mọi người lưu ý nhé, khi mà chúng ta bị chèn ép vào cổ tay này thì cái dây thần kinh giữa nó sẽ chạy đây, mọi người lưu ý, dây thần kinh giữa nó sẽ chạy đây này, chạy từ đây ở giữa mà chạy từ đây xuống ngón giữa này, nên là cái việc là khi mà chúng ta bị chèn ép ở cổ tay này, chúng ta sẽ tê dọc từ các toàn bộ những cái này nó lên từ bàn lòng bàn tay xong lên đầu những ngón tay, đấy là cái tình trạng mà chúng ta sẽ bị gì bị tê đấy, bị tê nhé, bị tê do cái tình trạng là chèn ép. Còn nếu chúng ta chỉ tê và tê đầu ngón tay đấy biểu hiện cực kỳ rõ ràng thiếu canxi nhé mọi người nhé, nên là cái việc này nó rất là quan trọng. Một trong những cái vấn đề nữa mà mọi người cần phải chú ý đó là khi mà chúng ta dùng cái canxi ấy, thì nó có hai dạng, đó là canxi hữu cơ và cái canxi vô cơ. Cái canxi hữu vô cơ thì với bác sĩ phân tích rồi, đó là những loại canxi mà nó sẽ có thể nó sẽ rất khó hấp thu và tăng cái tình trạng kích ứng dạ dày. Một cái điều mà mọi người cần lưu ý, kể cả canxi hữu cơ hay vô cơ thì chúng ta cũng nên là gì, chúng ta cũng nên chỉ dùng một lần uống nhé, một lần uống khoảng tối đa là khoảng tầm từ 500 mg là đủ, là giới hạn. Chúng ta đừng nên dùng nhiều. Đấy. Một cái câu hỏi nữa mà mọi người cần, một trong những cái vấn đề nữa này, một trong những cái vấn đề nữa mà mọi người cần lưu ý đó chính là khi mà chúng ta dùng cái canxi ấy, khi mà chúng ta dùng canxi thì mọi người biết rằng là để mà khi mà chúng ta dùng canxi ấy, thì mọi người hay chúng ta sẽ nghe một thông tin, đó chính là chúng ta dùng kẽm này, dùng sắt này, hùn magie này, nó sẽ khó cái việc hấp thu cái đó hơn, đúng không ạ? Mọi người nếu chúng ta sẽ nghe, nếu mà các cô các bác mà nghe nhiều cái thông tin thì chúng ta rằng nếu chúng ta mà uống cùng sắt với cả canxi nó sẽ khó hấp thu. Thế đấy là một trong những cái vấn đề mà
và mọi người cần phải lưu ý cho bác sĩ, tại vì là cái việc là nếu mà chúng ta bổ sung mà nó không đúng ấy, thì rất có thể nó sẽ làm cho chúng ta nó sẽ khó hấp thu và chúng ta sẽ không được đạt được như cái mong muốn. Nhưng mà tại sao mà trong một số những cái viên thuốc người ta lại vừa có sắt này, vừa có kẽm này, đấy, vừa có cái vấn đề là gì, là cái canxi, thì tại sao lại như vậy đấy. Mọi người có băn khoăn không? Tại vì là trong cùng một cái dạ dày khi mà vào trong ruột của chúng ta thì cái lượng giống như cái con thuyền mà chở ấy, là có một cái lượng nhất định. Nhưng khi mà chúng ta chỉ uống một cái lượng rất vừa phải cái magie thôi, và cái lượng vừa phải cái canxi thôi, thì cái lượng đó ấy, nó sẽ rất tốt trong cái quá trình hấp thu, nó không hề bị ảnh hưởng một chút nào nhé mọi người nhé. Nó chỉ ảnh hưởng khi nào? Nó chỉ ảnh hưởng khi mà chúng ta vừa uống lượng canxi rất là lớn, chúng ta uống đến một cái gì là đến 1.000 mg canxi cùng một lúc, sau đó chúng ta uống thêm gì vài trăm mg thì magie, thì lúc đó nó có cái sự gì không hấp thu hết. Còn nếu chúng ta chỉ uống khoảng tầm 500 mg canxi, kèm theo đó chúng ta uống thêm gì 50 đến gì 70 mg magie, thì hoàn toàn lúc đó chúng ta có cơ thể chúng ta có thể hấp thu hoàn toàn cái vấn đề này nhé mọi người nhé, chứ không phải là gì chứ không phải là chúng ta không hấp thu được đâu mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt thả tim và một lượt chia sẻ. Và đấy là những cái đặc điểm mà một trong những cái vấn đề nữa mà mọi người cần lưu ý, đó là khi mà nhất là những ai mà chúng ta đang dùng cái vấn đề khi mà chúng ta dùng cái canxi ấy, đấy, nhiều khi là chúng ta dùng cái thuốc đó là cái thuốc tuyến giáp ấy, đấy, thuốc thuốc tuyến giáp. Nếu mà ai đã dùng thuốc tuyến giáp thì cái lượng thường chúng ta sẽ dùng khoảng tầm 50 đơn vị này, 75 đơn vị này, hoặc 100 cái đơn vị cái thuốc hormone tuyến giáp ấy. Những cái thuốc tuyến giáp như vậy thì khi mà chúng ta chỉ cần dùng một cái đơn vị nhỏ canxi thôi thì gần như là chúng ta rất khó để hấp thu được, tại vì là gì là do cái quá trình mà cái lượng mà hấp thu canxi vào trong cái cơ thể chúng ta và cái tuyến giáp, hai cái này thì nó sẽ bị trùng nhau đấy. Và cái lượng hormone tuyến giáp là chúng ta ưu tiên đầu tiên để nó sẽ duy trì cái hoạt động của tim, hoạt động của vận động, trong chuyển hóa trong cơ thể chúng ta đấy. Em mọi người lưu ý giúp bác sĩ vấn đề này nhé. Đấy là những cái đặc điểm mà nó hoàn toàn khác cái việc là chúng ta dùng cái hàm lượng cao chúng ta uống cùng lúc. Ví dụ như chúng ta uống magie, chúng ta uống kẽm, chúng ta lại uống canxi cùng một lúc với cái hàm lượng cao này thì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề này. Chị Mỹ Sơn hỏi là sao chị uống canxi hay bị táo bón? Cái vấn đề là mình bị táo bón ấy, một trong những vấn đề mọi người cần lưu ý đó chính là cái vấn đề khi mà mình bị táo bón vì như này, vì là gì, là mình thứ nhất là mình dùng những cái loại mà mình có thể là các chị bác sĩ thấy rất là nhiều trường hợp chúng ta dùng những loại mà nghe nó là canxi hữu cơ, nhưng mọi người phải xem nghĩ là nó là canxi hữu cơ 100% hay nó chỉ có khoảng tầm 5 đến 10% thôi, nó khác nhau hoàn toàn, tại vì người ta sẽ pha những cái thành phần vô cơ vào trong đó và những cái thành phần vô cơ thì nó rất khó hấp thu được. Và gần như nó chỉ ví dụ như là 1.000 mg thì nó chỉ hấp thu trên khoảng tầm thì 1/4 thôi. Mọi người tưởng tượng nếu chúng ta uống một cái viên sủi canxi khoảng 1.000 mg đấy, thì nó chỉ hấp thu khoảng bao nhiêu, khoảng tầm 1/4, khoảng 250 mg thôi, còn lại 750 mg nó sẽ đi qua ruột của chúng ta, sẽ theo phân ra ngoài, và lúc đó thì rất hay bị cái tình trạng là táo bón nó xảy ra đấy. Chị Nguyễn Xuyên ở con nhà em tăng tuổi dậy thì nên bổ sung loại canxi nào thì tốt hả bác sĩ? Nhu cầu của các bạn tuổi dậy thì nó rất là lớn. Đấy. Người ta thấy rằng là nếu chúng ta bổ sung canxi đầy đủ thì rất là tốt. Còn thường thì trừ khi những em mọi người lưu ý đó là cái việc là bổ sung canxi này nó rất là cần thiết. Đấy. Đặc biệt là những cái độ tuổi dậy thì này, giúp tăng cái chiều cao. Ví dụ như mình muốn là trong gia đình mình thì chiều cao của bố mẹ, cái gen nó cũng yếu tố quan trọng, nhưng một yếu tố quan trọng nữa đó chính là gì, về chế độ ăn uống. Nên người ta thấy rằng như thế này mọi người,
người ta thấy rằng là những em bé nhỏ, những em bé và người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là những người mà châu Á nhé, những người châu Á, ví dụ những người Việt Nam này, mà những em bé nhỏ mà sinh ra ở Việt Nam, việc cùng hai anh em, thì người em thì sinh ra Việt Nam, sau nó ở Việt Nam, dậy thì cũng lớn lên Việt Nam, thế cái chiều cao thì nó cũng không khác gì so với cả bố mẹ, nhưng mà có người anh thì sang bên với nhà chú bác ở bên châu Âu, bên Anh, thì cái chế độ ăn uống là rất hay uống sữa tươi. Thì người ta thấy rằng là gì, là cái mặc dù vẫn là mang cái gen là hai bố mẹ đều là người Việt Nam nhé, nhưng mà cái chiều cao thì mọi người thấy rằng nó không thua kém, nó cũng phải nó tăng lên rất là cao và hơn hẳn so với cả người người ở Việt Nam ở nhà. Thế do vậy người ta thấy rằng cái việc là gì, cái chế độ ăn uống ấy, nó cực kỳ là quan trọng với cái sức khỏe. Chúng ta có thể bổ sung sữa tươi hoặc chúng ta phải bổ sung những loại canxi. Và một cái vấn đề, một trong những cái vấn đề nữa mọi người cần lưu ý giúp bác sĩ, đó là khi mà chúng ta bổ sung canxi ấy, thì để mà hấp thu được cái canxi ấy, cơ thể chúng ta cần cái lượng lớn cái gì, cái vitamin D. Và vitamin D người ta đã nghiên cứu rất là nhiều, đóng nhiều cái vai trò lớn, và kể cả canxi nữa đóng vai trò rất là lớn trong cái việc là cái miễn dịch của con cơ thể chúng ta. Tại sao các em bé mà đi giờ bố mẹ chăm kỹ quá không cho ra ngoài, đấy, ông bà rất là thương, nhiều khi giờ cháu mà đi ra ngoài nắng là rất là sót, cứ lúc nào cũng cho ở trong nhà đấy, ngồi xem tivi, thì cái sức đề kháng hoặc ở thành phố cũng thế, rất là kém hơn hẳn so với những em bé mà ở quê. Nên tại sao mà hiện tại bây giờ mình thấy là trẻ hay bị ốm như vậy, thì một trong những nguyên nhân đó chính là gì, do cái lượng vitamin D nó ít quá, nó không đủ để tăng cái sức đề kháng lên. Và mọi người thấy rằng là gì, có một liên quan cực kỳ lớn giữa cái việc là cái người bị ung thư đại trực tràng và cái sự thiếu vitamin D nhé. Và cái lượng vitamin D này hoàn toàn có thể tự cung cấp bằng cái việc là chúng ta có thể gì, ví dụ như là mọi người đi ra ngoài trời nó nắng vào buổi sáng đấy, chúng ta có thể là gì, ví dụ như mọi người đi làm buổi sáng thì mọi người đừng che chắn kỹ quá, chúng ta cũng để cho ánh nắng mặt trời nó chiếu vào một tí, lúc đó là có đủ cái việc là hấp thụ cái vitamin D rồi đấy, chỉ khoảng tầm 1-2 tiếng buổi sáng thôi là cũng là đủ rồi, lúc đó cơ thể chúng ta rất là khỏe. Nên tại sao mọi người thấy một cái câu hỏi mà rất là nhiều cô nhiều bác ở chung cháu hỏi, tại sao đi ở trẻ con nó hay ốm như thế, và ngày xưa cô bị ốm như thế đâu, thứ hai thì bây giờ tại sao trẻ con ốm cực kỳ là dai, mãi không thể nào khỏi được đấy, trong khi là ngày xưa chỉ uống 1-2 liều thuốc là khỏi. Vì cái câu trả lời đó chính là cái miễn dịch. Mặc dù nhé, mọi người luôn để ý, mặc dù ngày đi giờ ăn uống cực kỳ đầy đủ luôn, uống sữa, ăn thịt, ăn cá, không bao giờ thiếu cái gì cả, nhưng tại sao vấn đề là gì, tại sao cái miễn dịch nó kém, tại sao lại hay bị bệnh, thì đó chính là gì, là do cái vấn đề là bị thiếu cái vitamin D, và đấy là liên quan đến miễn dịch nhé mọi người nhé. Còn trong cái vai trò mà hấp thu và chuyển hóa canxi, thì canxi, vitamin D nó giống như là một cái con thuyền ở trong cái đường tiêu hóa, trong dạ dày, trong cái ruột non của chúng ta, nó sẽ được gì, nó sẽ được con thuyền này nó chở cái canxi đi vào trong máu của chúng ta. Và nếu chúng ta chỉ dùng những loại canxi không đấy, thì rất khó để hấp thu. Nên tại sao mà các bác sĩ phải khuyên mọi người ăn trứng này, uống sữa này như vậy, bởi vì trong trứng, trong sữa có một cái lượng ham canxi nó rất là tốt để phù hợp cho cái việc hấp thu. Mọi người lưu ý nhé, là như vậy. Nên cái việc là chúng ta bổ sung nó cực kỳ là tuyệt vời. Có thu hỏi mình uống hormone tuyến giáp đấy, những ai mà sau phẫu thuật cắt tuyến giáp này, ung thư tuyến giáp này, chúng ta cần phải bổ sung, thì bao lâu uống canxi thì hấp thu được tốt nhất đấy, thì các cô lưu ý đó là chúng ta thường để uống, chúng ta ví dụ buổi sáng chúng ta uống hormone vào buổi sáng, thì sau 3 tiếng các cô có thể uống cái canxi. Và nếu chúng ta mà buổi sáng, ví dụ 6 giờ cô uống hormone, thì khoảng tầm 9 giờ, lúc đó thì cô uống trước bữa ăn trưa
Vậy thì cái vấn đề là khi mà mình uống cái hormone tuyến giáp ấy, mà mình uống cái canxi sau 3 tiếng ấy, thì mình uống dài ấy, thì để tránh những cái tình trạng mà sỏi thận ấy, thì mình nên dùng cái canxi hữu cơ thì nó sẽ tránh cái tình trạng sỏi thận cho chúng ta. Và thứ hai nữa là khi mà uống cái canxi hữu cơ thì chúng ta uống trước ăn cũng không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, nên tại sao mà như rất là nhiều cô thì có hỏi là tại sao mà những nơi thì người ta phải bảo uống canxi phải sau khi ăn, nhưng tại sao thì bác sĩ bảo uống trước ăn cũng được và sau ăn cũng được, thì do nó là dạng hữu cơ thì nó hấp thu nó hoàn toàn nó tan thôi. Nên, nhưng mà tốt nhất thì mình uống canxi vẫn là gì, là sau ăn, là sau ăn nó là tốt nhất nhé. Và cô Kim Phượng dùng canxi hữu cơ à, mình cô nên dùng cái canxi hữu cơ là tốt nhất nhé. Đấy là những cái đặc điểm mà một trong những cái vấn đề nữa mà mọi người cần lưu ý. Và ngoài ra này, ngoài ra thì cái việc là khi mà chúng ta mà hấp thụ cái canxi, hấp thụ canxi, chúng ta không chỉ là muốn cái canxi nó ở trong mạch máu. Ví dụ như là mọi người uống cái canxi nano, canxi vô cơ ấy, nó hấp thu khoảng tầm được 20 đến 25%. Thì khi chúng ta uống một cái viên 2000 mg thì vào trong cơ thể chúng ta cũng lượng rất là cao, vào trong máu rất là cao. Nhưng mà để mà canxi mà ở trong máu nó cao quá thì nó cũng không tốt cho mọi người nhé. Nên là cơ thể chúng ta có một cơ quan tích trữ canxi, nó chính ở trong xương và trong răng. Đấy, trong xương và trong răng của chúng ta. Đấy là khi mà canxi trong máu nó nhiều quá thì trên não chúng ta sẽ đưa ra một cái tín hiệu là phải chuyển ngay những cái lượng canxi dư thừa vào trong xương của chúng ta. Thì cái mục tiêu cuối cùng ấy là chúng ta muốn xương chúng ta chắc khỏe mà. Đấy, và não chúng ta cũng luôn duy trì một lượng canxi vừa phải nhất trong giới hạn bình thường, không thể nào tăng lên quá cao cũng không thể nào mà hạ quá thấp. Nếu khi chúng ta bị hạ những cái cơn mà hạ canxi, người nó cứ co quắp như này, nếu mà ai đã từng phẫu thuật toàn bộ các tuyến giáp ấy, hoặc người nhà chúng ta sẽ bị thấy là những cơn hạ canxi nó rất là nguy hiểm. Hoặc là các chị em phụ nữ, bác sĩ có thể ở ngày xưa thì cái hồi mà bắt đầu mà mình hồi bác sĩ mà cách đây khoảng hơn chục năm mà mình đi thực tập sinh viên, lúc đó ở cái viện Nhi Đồng ấy, ở độ tuổi dậy thì của một cái bạn bạn tới bệnh viện Nhi Đồng cấp cứu về một cái vấn đề là bạn co quắp tay chân, thì bố mẹ tưởng là nuôi bạn đấy nó khoảng tầm 14 tuổi, thì trực buổi đêm bị co quắp tay chân khi đang học bài, học tay chân tưởng là người nhà tưởng bị tim mạch, nhưng mà đưa về viện thì thấy rằng đấy những dấu hiệu rất là rõ ràng của việc hạ canxi máu ở tuổi dậy thì. Đấy, thì có những lứa tuổi mà có thể có những cơn hạ canxi máu có thể là gì, ở tuổi dậy thì này, sau khi sinh xong, thì các chị em sau khi mà sinh xong ấy, mọi người cứ để ý ra người có hay bị tê nhức mỏi đấy, tay chân đấy, hoặc chúng ta có thể các cô các bác hoặc ông bà hay bị nhức ở trong xương đấy, đấy là những cái triệu chứng mà rất là rõ ràng của cái việc là thiếu canxi. Đấy, thì chúng ta và ngoài ra thì cái vấn đề là gì? Những cái cơn hạ canxi đấy chúng ta rất hay bị nhầm lẫn và mọi người cần phải tới viện để xử lý càng sớm càng tốt nhé. À, ông Hoa Phạm, chúng tôi 60 tuổi cần bổ sung canxi tại đối trường hợp mà cái nhu cầu canxi bình thường, người bình thường thì khoảng 1000 mg, và trong cái quá trình ăn uống ấy, trong cái quá trình mà ăn uống nếu mà mọi người đổ sung tốt đấy, bằng những đồ ăn thức uống, còn đa số nếu chúng ta mà ăn uống nó không đầy đủ ấy, thì rất có thể là chúng ta bị thiếu canxi, và các cô các bác cần bổ sung khoảng tầm 500 mg một ngày nếu chúng ta không có triệu chứng. Còn nếu chúng ta có những triệu chứng như tê tay, loạn xương thì mọi người nên bổ sung thêm thêm một ngày là 2 viên 500 mg là tốt nhất. Và đây là những cái đặc điểm mà chị Vũ Đặng, mà phụ nữ 50 tuổi trở lên thì nên uống canxi gì? Mình nên uống dùng cái loại canxi hữu cơ là tốt nhất nhé, cho da, cho xương, cho thần kinh này, tránh cái vấn đề loãng xương. Lưu ý rằng mình nên dùng những loại canxi mà có cái hàm lượng vitamin D này,
và vitamin gì, cả vitamin K nhé. Vì cái vitamin K này nó rất là nhiều ở trong rau xanh. Đấy, cái lượng vitamin K này sẽ giúp chúng ta sẽ chuyển ngay cái canxi. Canxi gì? Chuyển ngay cái canxi từ trong trong máu của chúng ta để tránh lượng canxi dư thừa và chuyển vào trong trong xương của chúng ta. Nên tại sao nếu mà chúng ta mà dùng cái canxi không ấy thì rất có thể cái canxi đó nó sẽ được đào thải qua thận chúng ta. Tại vì nếu mà nằm trong máu nhiều quá nó sẽ phải đào thải qua thận. Và đào thải qua thận thì nó sẽ có một cái vấn đề nó xảy ra, nó sẽ tăng cái nguy cơ mà sỏi thận lên mọi người nhé. Tăng cái nguy cơ chúng ta bị tặng cái viên sỏi thận ở đó do cái nồng độ canxi ở trong trong nước tiểu nó cao, nó sẽ tạo thành cái vấn đề sỏi thận. Đấy. Đấy là những cái đặc điểm mà mọi người cần lưu ý. Vậy thì một cái câu hỏi đó là nếu giả sử em tầm 30 đến 35 tuổi thì em có cần cái sử dụng cái canxi hay không? Thì câu trả lời của nó là không cần thiết. Mọi người lưu ý nhé, nếu mà mình mà độ tuổi tầm 30 hoặc 35 tuổi lúc đó thì mình thật sự là không cần thiết để dùng canxi. Đấy là những cái độ tuổi mà thường chúng ta chủ yếu bằng bổ sung bằng những đồ ăn thức uống chúng ta là đủ. Trừ khi là thứ nhất là ví dụ như là các chị em là chúng ta đẻ sinh con ấy, chúng ta sinh con mà gần nhau quá, ví dụ như là hai trong 3 năm chúng ta hoặc là 4 năm chúng ta sinh hai bé, theo đó cái chối độ ăn của chúng ta nó không hợp lý, nhiều khi chúng ta kiêng khem quá mức, kèm theo chúng ta có những triệu chứng, ví dụ như mọi người tại sao mà nếu một các cô hoặc các chị các bác để ý là khi mà chúng ta sau khi sinh xong rồi mà chúng ta đi đánh răng nước mà nó hơi lạnh lạnh một chút ấy là chúng ta thấy rất là ê buốt cái răng của chúng ta. Tại vì răng chúng ta nếu mà mất canxi nó sẽ mất men răng, bị vàng, nó ố, nó rút cái canxi trong răng này. Nhiều trường hợp mà bác sĩ còn nhớ là nhiều trường hợp mà nó còn bị lung lay răng ấy. Đấy là do cái vấn đề là cái răng nó bị yếu, xương chúng ta sẽ bị yếu hơn. Thì đấy là những cái đặc điểm chúng ta lên bổ sung thôi nhé. Cái triệu chứng cực kỳ rõ ràng của việc thiếu canxi. Hoặc chúng ta bị tê những cái đầu ngón tay này, tê chân này, hoặc chuột rút này, là biểu hiện nó thiếu nhiều rồi. Thì lúc đó thì chúng ta nên bổ sung. Còn cách mà chính xác nhất để đánh giá xem là chúng ta có bị thiếu canxi không, không phải là chúng ta xét nghiệm canxi trong máu nha mọi người nhé. Cách ví dụ như các cô các bác mà muốn để kiểm tra chính xác nhất ấy, đó chính là chúng ta lên đo cái mật độ xương của chúng ta. Chúng ta lên làm gì là chúng ta lên tới viện. Lúc đó vào bữa thì có một cô bảo là cô đi khám thì cô đo mật độ xương thì bác sĩ chỉ đo mỗi cái cô đau, cô bảo cô đau gót chân thì bác sĩ đo mỗi gót chân. Thì cô không vô hỏi nhắn tin hỏi bác sĩ là vậy thì có được hay không, thì bác sĩ tư vấn đó chính là đối với những cái trường hợp mà các cô đi khám ấy, thì cô lưu ý rằng những cái cơ quan trọng yếu của chúng ta, ví dụ cột sống là các cô phải đo, các cô các bác phải đo. Tại vì gì? Cột sống liên quan đến toàn bộ những cái hệ thống dây thần kinh dẫn truyền. Ví dụ như là gì? Để cột sống, để khung xương chúng ta, ví dụ tay chúng ta yếu một tay nhưng mà thì chúng ta có thể còn tay này, nhưng cột sống chỉ có một thôi. Đấy, nên cái đo cái gì? Cái mật độ xương là cái quan trọng, là các cô phải đo cái cột sống. Cái thứ hai là cái vị trí mà những cái xương to ấy, nó rất hay bị cái tình trạng là gì? Bị loãng xương, thiếu xương đầu tiên. Tại vì khi mà mình bị thiếu canxi thì cái xương to nhất nó sẽ lấy canxi ở đó, đó chính là ở xương chậu của chúng ta, đấy là ở cổ xương đùi chúng ta. Nên tại sao mà mọi người hãy cứ để ý xem, những ai mà các cụ ông bà rất hay bị gãy cổ xương đùi vì cái nơi đó là nó bị thiếu canxi nhiều nhất. Vì cứ thiếu canxi, cơ thể chúng cứ thiếu canxi sẽ lấy canxi ở trong đó ra, nó giống như một cái kho đầu tiên, người ta sẽ mở cửa, người ta sẽ bị phân phát cái canxi. Nên là cái việc là chúng ta chú ý cho bác sĩ cái vấn đề này, điều này nó cực kỳ là quan trọng. Thế nên vậy thì khi mà chúng ta đi viện ấy, các cô các bác đi viện, thì một trong những cái chúng ta sẽ đánh giá cái xương chúng ta có chắc khỏe hay không, có thiếu canxi hay không, thì chúng ta cần phải lên gì, nên đo cái mật độ xương. Mà nếu các cô mà đọc chưa, tại vì đo cái này thì nó có những cái bảng, ví dụ như là cái chỉ số biểu đồ ấy, mà xem đánh giá là chúng ta đang ở mức độ khỏe
màu xanh hay đức mức độ vàng, cái mức độ bắt đầu gọi là hơi hơi báo động, hoặc cái chung mức độ đỏ đang bị thiếu trầm trọng. Thì tùy vào cái mức độ ấy, thì lúc đó thì bác sĩ phải chuyên sâu đọc cái này. Nếu mọi người có thể là không biết thì có thể nhắn cho bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn thêm, đọc cho mọi người rõ ràng. Ví dụ như bác sĩ ví dụ như là nhiều khi là chúng ta thấy cột sống chúng ta không bị đau nhưng mà chúng ta hay bị đau đùi. Đấy, đi đo mà độ xương thì thấy rằng xương đùi chúng ta bị thiếu, và không phải là hai bên nó thiếu đồng đều nhau, nhưng chúng ta phải đo hai bên nhé. Đấy, thường là sẽ bên gì, thường là sẽ một bên nó sẽ bị thiếu nhiều hơn cái bên còn lại. Đấy. Cô Phương Trang Võ hỏi cô 50 tuổi chạy thận có cần phải bổ sung canxi không? À, cái vấn đề là khi mà một trong những cái ion, một trong những cái chất mà chúng ta cần khi mà bị chạy, khi chạy thận, các cô các bác cần chú ý mà ở viện mà bác sĩ rất ai kê, đó chính là canxi. Nhưng mà cái này mình cần phải đánh giá cụ thể một cái tình trạng mức độ của mình nhé. Đấy, thì thường ấy chạy thận thì tại vì là cái cầu thận ấy nó liên quan đến chuyển hóa canxi này, chuyển hóa những cái chất erythromycin tạo máu, nên là những ai mà bị bệnh thận ấy thì chúng ta hay bị thiếu canxi, thiếu máu là như vậy. Và thì bác sĩ sẽ trả lời những câu hỏi của các cô các bác. Và nếu ai có những cái dấu hiệu như chúng ta bị tê nhức tay chân này, nhức mỏi, thì mọi người có thể bình luận số 1 hoặc là nhận bình luận để bác sĩ được biết để có thể tư vấn cho các cô các bác nhé. Chị Larry Nguyễn hỏi thiếu canxi thì chúng ta nên ăn gì? Khi mà chúng ta thiếu canxi thì thứ nhất là chúng ta nên bổ sung cái sữa tươi. Cái sữa tươi là cái hàm lượng canxi nó cực kỳ lớn, và trong sữa tươi nó có vitamin, lượng vitamin D để giúp hấp thu canxi được tốt nhất. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhu cầu cái canxi bình thường của một người nó khoảng tầm 1000mg, một người trưởng thành bình thường, trừ khi là đang mang bầu thì nhu cầu sẽ tăng lên khoảng tầm 1500, tùy vào những cái giai đoạn, như là 3 tháng đầu khác với 3 tháng giữa và 3 tháng cuối nó sẽ khác. Đấy, nhưng mà trung bình của một người bình thường là khoảng tầm 1000mg. Vậy thì cái 1000mg đó thì tương đương khoảng tầm 1 lít sữa. Nhưng mà mọi người ít khi ai có thể uống 1 lít sữa một ngày, thì chúng ta có thể uống tầm 300 đến 500. Sau đó mình ăn thêm trứng, ăn thêm rau là có thể cung cấp khá là tốt cái lượng canxi rồi mọi người nhé. Bác sĩ ơi, dạo này em có nóng chân tay này, mệt mỏi, chuột rút. Và khi mà những cái dấu hiệu tại sao mà những bạn trẻ ấy, tuổi dậy thì nhu cầu canxi cao, nhưng mà mình sẽ có những biểu hiện như là mình khó tập trung học tập. Đấy. Thứ hai là mình hay bị suy giảm trí nhớ, tay chân thì mệt mỏi, chuột rút. Đấy là những cái biểu hiện rất là rõ ràng của cái việc thiếu canxi. Ví dụ như hồi trẻ bác sĩ cũng thế, mình ăn ít, nên là cái việc là ngay cả hồi sinh viên đi làm ngủ tự nhiên cái bắp đùi hoặc bắp chân ấy, nó co rút lại. Đấy, cực kỳ là đau khó chịu. Và những cái lúc xử lý, những lúc của chuột rút đấy, mọi người phải thực sự là bình tĩnh nhé. Chúng ta càng co cơ nhiều, tâm lý chúng ta càng sợ thì nó sẽ càng đau, và cái quá trình hồi phục nó sẽ càng khó, nó tạo thành một khối cơ co này. Cái vấn đề là mọi người cần phải gì, thứ nhất là chúng ta cần phải dùng tay, chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta xoa bóp để nó giãn những cái cơ nó ra, tránh cái phần nó co thắt. Thứ hai là mình có thể chườm ấm, nó sẽ đỡ cái tình trạng co thắt, nó giãn cái cơ ra. Đấy, thì đánh tránh ra cái tình trạng này nhé, mọi người lưu ý giúp chị nhé. Một bạn hỏi đau gan túi mật thì làm sao để khỏi hạn? Cái này thì mình cần phải đi siêu âm để đánh giá xem mình có sỏi ở nó không. Đấy, thường những cái sỏi túi mật này thì nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề là gì? Ảnh hưởng cái những cái sỏi túi mật này có thể làm cho những cái viên sỏi nó đi, nó cọ vào, nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề đó, chính là chúng ta sẽ bị đau ở cái phần hạ sườn bên phải chúng ta. Và một cái vấn đề nữa
đó là khi mà chúng ta bị sỏi một cái quan điểm sai lầm, đó là khi chúng ta bị sỏi thận này thì chúng ta có nên dùng canxi hay không. Và mọi người lưu ý nhé, thì cái khi mà chúng ta bị sỏi thận ấy, thì cái nguyên nhân có thể chúng ta bị thừa canxi. Thì thừa canxi thì rất là rõ ràng rồi, khi mà chúng ta thừa canxi thì cái lượng canxi nó sẽ đào thải qua nước tiểu chúng ta, nó hấp thụ máu nó quá dư thừa rồi, chúng ta dùng liều nó cao quá nó sẽ dư thừa, cơ thể chúng ta nó sẽ không chuyển hóa được hết, nó sẽ đào thải qua qua máu qua nước tiểu đấy. Thì cái đấy là thứ nhất, thừa thì rất là rõ rồi, nhưng cái vấn đề thứ hai nó chính là chúng ta bị thiếu canxi đấy. Thì thiếu canxi cái cơ chế nó chính là gì, ví dụ như là cơ thể chúng ta bị thiếu canxi gây ra chuột rút, thì những cái canxi ở trong xương, ví dụ trong xương chậu của chúng ta, trong cuộc sống chúng ta sẽ lấy rất là nhiều canxi ở đó chuyển vào máu, nhưng mà lúc mà chuyển nhanh quá thì cơ thể chúng ta không hấp thu được như vậy bác sĩ nói, mà lấy canxi trong từ cuộc sống và trong máu nó không hấp thu được hết. Thì thứ có hai cơ chế, một nó sẽ đào thải qua ngoài, và đào thải qua ngoài nó nhiều quá nó sẽ tạo thành sỏi thận. Với thứ hai đó chính là gì, thứ hai đó chính là nó quay trở lại những cái chỗ xương mà những cái chỗ xương chúng ta mà xương chúng ta mà gãy phân phân giải ấy, những cái ví dụ đầu xương xương cột sống, thì nó gây ra những cái tình trạng mà chúng ta sẽ thấy là gì, là tạo thành gai xương gai đốt sống là do những cái tình trạng này. Vậy thì cái thiếu canxi nó cũng gây ra cái tình trạng mà thiếu canxi cũng thể gây ra những cái tình trạng này mọi người nhé, thiếu canxi nó có thể gây ra những cái tình trạng này, gây ra cái tình trạng mà gây ra tình trạng sỏi thận, mình cần chú ý. Này, ví dụ như bạn Hương Thi có hỏi này, nhưng em đi xét nghiệm này, em đi xét nghiệm thì không thiếu canxi, có nghĩa là xét nghiệm máu canxi toàn phần vẫn bình thường đấy, nhưng mà em uống thuốc thì đỡ triệu chứng, có nghĩa là mình đỡ những cái triệu chứng, những cái triệu chứng ví dụ bạn Hương Thi và bạn bị mệt mỏi này, nóng tay chân này, chuột rút này, và khi mà bạn bạn đi xét nghiệm thì không thiếu canxi nhưng bị bạn uống cái canxi vào thì bạn thấy tình trạng này nó cải thiện. Vì đơn giản nó chính là gì, không phải lúc nào cơ thể chúng ta luôn cố gắng duy trì cái lượng canxi nó hằng định, khi mà cơ thể chúng ta nó thiếu, ví dụ như vào buổi đêm này hoặc đầu giờ sáng nó thiếu, thì lúc đó thiếu nó chỉ một chốc một nhát thôi, thì lúc đó thì bắt đầu lại phải phân hủy cái canxi ở trong xương để chuyển vào. Vì bản chất cái khung xương là cái nơi dự trữ ở trong răng đấy, là cái nơi dự trữ canxi mà đấy, nên là chúng ta thấy là lúc nào chúng cũng duy trì, ví dụ như một ngày 24 giờ thì cố gắng duy trì khoảng tầm gì, tầm 20 tiếng là canxi lúc nào là mức độ hằng định để duy trì hoạt động của cơ của thần kinh. Trừ khi nó bắt đầu nó những cái lúc mà nó cần nhiều ấy, nó sẽ giảm, thì chúng ta cần phải bổ sung. Đấy là những cái biểu hiện tại sao mà mình đi xét nghiệm thì không thấy, tại mình không thể biết được lúc nào mà cơ máu chúng ta bị thiếu, mà cái này là phản ứng của cơ thể luôn, nó luôn chuyển động cực kỳ là rõ ràng. Bạn Yến Hùng có hỏi tuổi dậy thì suy giảm trí nhớ nên bổ sung gì. Khi mà chúng ta ở tuổi dậy thì có hai cái chất mà bác sĩ khuyên mọi người nên bổ sung. Đầu tiên là mình nên bổ sung cái omega 3, thì nó là những cái có DHA có EPA, nó sẽ phục hồi tế bào não, phục hồi những cái chất dẫn truyền thần kinh cực kỳ tốt. Ngoài ra thì chúng ta phải nên bổ sung thêm cái canxi đấy, thì đấy là hai cái chất mà giúp cho những cái tế bào thần kinh hoạt động tốt nhất. Bạn Minh Trương uống đáp lông 1.000 mg lâu ngày, mình chỉ nên dùng khoảng tầm 1 tháng thôi, không nên dùng lâu dài đâu nhé. Mọi người nhớ thả tim và chia sẻ buổi chuyện ngày hôm nay của bác sĩ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Chắc là hôm nay bác sĩ xin phép là kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, và hẹn gặp lại mọi người vào những buổi nói chuyện tiếp theo. Và nếu ai có những thắc mắc này, những câu hỏi, mọi người có thể nhắn bác sĩ tư vấn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe. Một bạn có hỏi dấu hiệu của sù bí mắt. Dấu hiệu rất là rõ là mình nhắm mắt và thấy là có những cái lớp da ở dưới nó trùng xuống, đấy là những cái dấu hiệu của sù bí mắt. Đấy, mọi người thấy là cái nếp mi ấy nó sẽ trùng xuống, nó sụp xuống dần dần. Bạn Dương thì gặp bé 13 tuổi thì bắt đầu những cái độ tuổi nó bắt đầu dấu hiệu dậy thì mình có thể là bổ sung cái canxi, vitamin D3 và K2 sẽ giúp tăng cái chiều cao. Mình bổ sung liệu trình rất là tốt nhé. Và xin chào Trần Thị Vân. Chào bác sĩ, xin phép là kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, và hẹn gặp lại mọi người vào những buổi nói chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe. Xin chào. Cảm ơn cô Bà Lan này. Chào tất cả các cô, các bác và tất cả các anh chị em, mọi người đã lắng nghe team và chia sẻ buổi nói chuyện ngày hôm nay của bác sĩ nha. Và chúc cô Thúy ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào bạn Phan Tuyết và cả xin chào bạn Hương Thi. Xin chào. Chào tất cả mọi người nha.